Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ hai ngày 23 tháng 2 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Bão mùa đông mang mưa, tuyết tới Nam California. Nigeria, bé gái 10 tuổi nổ bom tự sát giữa chợ khiến 5 người chết. Việt Nam, gần 1.000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 8 ngày Tết. Sau đây là phần tin chi tiết. Một trận bão mùa đông đi ngang qua khu vực Nam California đã đưa tới các trận mưa ào ạt làm ngập đường xá và gây trở ngại giao thông, trong khi tuyết rơi xuống ở các vùng cao. Có ít nhất là một lằn đường trên xa lộ liên bang I-5 ở phía bắc Los Angeles được báo cáo là bị ngập, trong khi các tai nạn xe cộ do đường trơn trượt gây ra đã tạo tình trạng kẹt xe ở mọi đường xa lộ vào sáng sớm ngày thứ hai. Mưa nay đã ngưng nhưng có thể sẽ trở lại vào trưa hay chiều ngày thứ hai. Tuyết rơi xuống ở khu vực núi San Gabriel Mountains tại quận Los Angeles và Ventura. Ở các nơi có độ cao hơn 6.000 feet, tức là khoảng 1.800 mét, thì dự trù sẽ có vài inch tuyết rơi. Mưa rơi từng chập trong toàn khu vực quận Los Angeles trong suốt ngày Chủ nhật, cũng làm ướt sũng khu vực thảm đỏ bên ngoài nơi tổ chức trao giải điện ảnh Oscar. Xa hơn về phía nam nước Mỹ, thì giới hữu trách cho hay là mưa bão và nhiệt độ giá lạnh trong tuần qua ở tiểu bang Tennessee đã khiến cho 21 người chết, kể cả ít nhất là 11 người bị lạnh cống. Thống đốc Bill Housley hôm thứ Bảy nâng tình trạng khẩn trương ở tiểu bang này lên mức cao hơn để các nơi bị ảnh hưởng có thể nhận được trợ giúp từ chính quyền tiểu bang cũng như liên bang. Các chuyên gia khí tượng nói rằng sẽ không còn mưa lớn, nhưng phần lớn tiểu bang sẽ gặp thời tiết giá lạnh ở khoảng từ 10 độ F đến hơn 20 độ F trong tuần này. Theo cơ quan điều hành cứu nạn tiểu bang Tennessee, thì có khoảng hơn 44.000 căn nhà bị mất điện nơi đây vì lý do thời tiết. Một bé gái chỉ khoảng 10 tuổi đã cho nổ trái bom mang theo người trong một ngôi chợ đông đảo người mua bán ở thành phố Portiskum, nằm về phía đông bắc Nigeria hôm Chủ nhật, làm cho 5 người chết và 46 người khác bị thương, theo giới hữu trách. Bé gái này đến chợ trên chiếc xe ba bánh, bước xuống và kích hỏa trái bom ngay trước chợ, theo lời của nhân chứng. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng cuộc tấn công này cũng giống như các cuộc nổ bom tự sát trước đó do nhóm Boko Haram thực hiện, tạo sự lo ngại là thành phần Hồi giáo quá khích ở Nigeria này đang sử dụng các trẻ nhỏ bị chúng bắt cóc để đánh bom. Hàng trăm ngàn lượt hành khách đi máy bay trong dịp Tết Ất Mùi tại các phi trường của Việt Nam đã bực tức vì liên tục bị delay, song không hề nhận được một lời giải thích hay xin lỗi từ các hãng. Theo phúc trình của Cục Hàng không Việt Nam gửi cho Bộ Giao thông Vận tải ngày 23 tháng 2, thì trong 8 ngày Tết, từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, các hãng hàng không tại Việt Nam đã thực hiện 4.200 chuyến bay, trong đó có 928 chuyến bay bị chậm, 30 chuyến bị hủy, chưa kể số liệu ngày 21 và ngày 22 tháng 2 của Vietnam Airlines vì hãng này chưa có phúc trình lên Cục Hàng không. Vietnam Airlines là hãng nhiều máy bay nhất trong dịp Tết, cũng là hãng có số chuyến bay bị chậm chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 562 chuyến trong số 2.366 chuyến bay. Trong đó có 141 chuyến chậm do nguyên nhân chủ quan, 69 chuyến do nguyên nhân khách quan như thời tiết, lý do khác và 352 chuyến do máy bay về muộn. Đặc biệt là Vietnam Airlines có 24 chuyến bay bị hủy do yếu tố khách quan. Kế tiếp là Vietjet Airlines có 222 chuyến bay bị chậm trong số hơn 1.100 chuyến bay, 186 chuyến bay về muộn, 29 chuyến bay do nguyên nhân chủ quan. Vietjet Airlines có 2 chuyến bị hủy, đặc biệt là Jetstar Pacific thì có 124 chuyến bay bị chậm trong số 547 chuyến bay, chiếm tỷ lệ đến 22.7%. Trong đó có 102 chuyến bị chậm do máy bay về muộn, 19 chuyến bị chậm do nguyên nhân chủ quan. Vietjet Pacific có 9 chuyến bay bị hủy, 6 chuyến do thời tiết, 2 chuyến do thương mại. Ngoài ra, thì hãng Vasco có 20 chuyến bay trong số 169 chuyến bị chậm, trong đó có 13 chuyến do máy bay về muộn. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ hai 23 tháng 2 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh.
phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.